Chào bạn. Xin chào. Bạn tên là gì? Tôi tên là Wan Chi. Wan Chi học lớp mấy? Tôi học bằng 4. Wan Chi, bạn thích ăn trái gì? Tôi thích ăn trái mang cầu. À, Wan Chi, bạn sinh vào năm nào vậy? Tôi sinh năm 2005. À, Wan Chi, bạn học trường nào? Trường SSS hả? Con học trường SSS năm nào? Tôi học trường SSS năm 2009. À, chú Anh Chi, con thích ăn món gì? Ở Việt Nam con thích ăn món gì? Tôi thích ăn cơm sinh và phòng. À, Anh Chi, nhà Anh Chi ở Phú Kiện Hưng hả? Nhà Anh Chi có mấy phòng? Tôi trên này. Nhà Anh Chi có mấy phòng? Tôi trên này. Nhà Anh Chi có mấy phòng? Có 6 phòng. Quan Chi thích phòng nào nhé? Phòng tắm, phòng khách, phòng bếp hay phòng ngủ? À, Quan Chi thích phòng ngủ hả? Tại sao? Tại sao? Bởi vì? Tại sao? Tại sao? Tại sao Quan Chi lại thích phòng ngủ? Không biết hả? À, tại vì bên đó Quan Chi có thể ngủ, đúng không? Rồi, chào Quan Chi. Rồi.